con lao công kia. Ai cho mày để xe ở đây? Con lao công như mày ấy phải để trong này này. Không biết chỗ của mình à? Thôi, chuyện có gì đâu mà cứ phải làm quá lên thế. Tôi đến để ứng tuyển vòng cuối làm đại diện thương hiệu của công ty này, chứ tôi có phải là lao công đâu. Mày đến đây mà để ứng tuyển á? Mày đang chọc cười tao đấy à? Trong cái loại như mày mà đòi làm đại diện thương hiệu á? Thôi mày đi về quê đi, loại như mày bị loại cái vòng gửi xe rồi, đi đi. Này, không cần phải để ý những lời cô ấy nói đâu, cô chỉ cần cố gắng hết mình thôi là được. Loại không có gì như mày mà muốn vịt hóa thiên nga ấy thì chỉ có dựa hơi đàn ông thôi. Nhưng mà trông mày như thế này ấy, có khi cóc ghẻ nó mới thèm ấy chứ. Tôi đúng là không có gì thật đấy, nhưng mà may tôi gặp được một người tốt như cô, động viên tôi thế này làm tôi có động lực để cố gắng hơn. Tôi tên là Tâm, còn cô gái này tên là Thư. Tôi là Trang, rất mong được cô giúp đỡ. Chồng thế này mà cũng giao lưu, đúng là tự hãn đã đẳng cấp. Đi vào đi. Ở vòng thi này, các bạn sẽ được phát cho mình mỗi người một bộ đồ bất kỳ. Sau khi được phát thì mọi người sẽ thay đồ và chuẩn bị tâm thế cho buổi photoshoot. Hãy thỏa sức sáng tạo để có một bộ ảnh đủ để thuyết phục ban giám khảo. Vòng thi này là vòng cuối rồi, thế nên mọi người hãy cố gắng nhé. Này, để tôi đi lấy đồ rồi tiện lấy giúp cô luôn nhá. Chồng tôi thế này họ không bắt nạt được đâu, chứ cô mà vào á họ lại làm khó đấy. Cảm ơn Tâm nhá. Sao Tâm đi lâu thế nhở? Chắc đồ của cô đây, chúc cô may mắn nhá. Cảm ơn Tâm, mình đi thay đồ thôi. Công ty mình có váy khác không ạ? Cái gì? Bây giờ cô lại đòi bộ váy mới á? Không có đâu nhá. Tự làm ấy thì tự chịu đi. À mà này, lát nữa thi xong ấy nhớ đền vào cái váy. Có mấy cái triệu bạc thôi. Bao nhiêu việc. Đúng rồi. Là cô đúng không? Cái gì? Tao á? Mày không xứng đáng là đối thủ của tao. Tao không cần phải ra tay với mày đâu. Nhớ. Ôi, ai có thể làm vậy với chiếc váy của cô? Nhưng mà trông cũng hợp với cô đấy. Không uổng công tôi xé nó đi. Cái váy này hơi kín, phải làm cho nó mát mẻ một tí thì ban giám khảo mới thích nhờ. Khốn nạn thật đấy. Ghê hơn với con này nữa. Tôi chỉ giúp cô trở về vị trí của mình nhanh hơn mà thôi. Gương mặt thì hiền lành, thánh thiện, vậy mà dã tâm lại độc địa, nham hiểm như thế. Tôi thích cái câu nói này. Tôi thích được khen như thế lắm. Tôi thích làm kẻ mạnh để bắt nạt những kẻ yếu. Mà kẻ mạnh ý, thì không làm những cái việc ngu xuẩn, bụng để ngoài dạ như cô ta. Kệ tao. Và cũng không nên thể hiện rằng mình là một người quá tốt bụng và ngây thơ. Bây giờ ấy, chúng ta phải linh hoạt lên. Như thế thì mới tồn tại và trở thành kẻ mạnh nhất được. Tôi tin là có luật nhân quả. Các người tạo nghiệp rồi cũng sẽ phải trả nghiệp sớm thôi. Cứ chờ đấy. Uổng công tôi đã tin tưởng cô. Tôi sẽ báo chuyện này với quản lý. Báo với ai? Cô báo với tôi chắc. Báo với tôi mà cô nghĩ tôi mua váy mới cho cô à? Hả?
Nhưng mà cô ấy xé váy của em mà. Thì cô cứ coi như đấy là một thử thách của chương trình đi. Mà kể cũng lạ thật đấy. Cái phòng tổ chức này làm ăn cái kiểu gì không biết chứ. Đã biết là chọn người cho đủ số lượng rồi, nhưng mà cũng phải chọn người chất lượng tí chứ. Thư, vào thi trước đi em. Dạ. Trang, đến lượt cô đấy. Vâng ạ. Anh làm gì đấy ạ? Anh bảo này, chụp vẹt ấy, nó chỉ là thủ tục thôi. Xét về ngoại hình ấy, về cả xuất thân ấy, thì em không thể nào em bằng hai bạn kia được. Nhưng nếu như em muốn nổi tiếng thì anh cũng có cách thôi. Chỉ là em thích làm theo cách nào thôi. Cách gì ạ? Thì một là tình, hai là tiền. Nhìn em như thế này, anh nghĩ là em không có tiền rồi. Thế nên là tình có vẻ hợp với em đấy. Hóa ra anh chuyên dùng cách như thế này để tuyển dụng người ạ? Nhìn em nhà quê như thế này mà cũng thông minh phết nhở. Chứ em nghĩ em vào đây kiểu gì ngoan ngoãn chiều anh đi đấy, còn cho cái cánh tớt nhé. Anh dành con này rượu mời không muốn uống lại muốn uống rượu phạt à ha? Đã có kết quả rồi, hai em được nhận, còn con kia cút. Yay! Thế là cuối cùng cũng được nhận rồi. Giá test xe của mình tháng nào cũng lên rất là cao cho mà xem. Tại sao cô ta cũng được nhận? Thì bên tình, bên lý, anh chọn cả hai. Thế là công bằng cho hai em mà. Anh dám ăn cả hai cửa ấy hả? À? Nhưng mà rõ ràng anh nói là chỉ có mình em thôi cơ mà. À, thì anh hứa là cho các em vào, chứ tôi có hứa ấy là có cho một mình ai vào đâu. Đã được nhận rồi lại còn thích đòi hỏi à? Các cô đừng có vui mừng quá sớm. Đây đã phải là kết quả cuối cùng đâu. Này con kia, tao hơi bị ngứa mắt mày từ sáng đến giờ đấy nhá. Đã nhà quê, nghèo hèn thì thôi, bị out từ vòng gửi xe rồi. Đã thế là còn cửa đây lèm bèm nữa. Để đỉa đeo trên hàng ra. Hết mày. Kìa em, em để đấy anh. Con này ấy, con này phải để anh tát cho tỉnh. Ở đây ấy, lời nói của tao ấy là vàng là bạc, hiểu không? Lời nói của tao ấy có trọng lượng nhất. Mày không nghe lời ấy thì điên. Mày thích nhìn không? Hả? À, được rồi, nhìn để tao tát cho mày chết cái nữa. Đây mới là kết quả cuối cùng. Mày dám đi đêm với cả lãnh đạo à? Hả? Mày dám hâng cả tay trên của tao à? Hả? Thế mà vừa lúc nãy mày lại còn đòi tỏ vẻ thanh cao. Anh, thế cuối cùng là sao? Cô ta cuối cùng là gương mặt đại diện hay sao? Tại sao cô ta lại cầm kết quả trong tay mà anh thì có một kết quả khác? Thế rốt cuộc kết quả nào mới là cuối cùng? Tôi không biết là ai chấm lưng cho cô. Thế nhưng mà ấy, dù gì ấy thì thằng này cũng là người quản lý cái gương mặt đại diện thôi nhá. Thế nên ấy, hai em không phải lo nhá. Dù gì ấy thì cái vị trí đấy cũng để dành cho hai em thôi. Các cô nên nhớ, gương mặt đại diện thì chỉ có một, mà anh ta lại muốn ăn cả hai người, không muốn nhả ai ra. Anh ta sẽ ăn chán rồi đá một người đi, chỉ giữ lại một người thôi. Thế cuối cùng ý anh là thế nào? Nếu mà anh chọn cô ta thì em á, em cắn lưỡi tự tử cho rồi đi. Đến lúc đấy em chết à, em cũng hóa thành ma ám anh cả đời cho rồi. Đó là lý do không bao giờ cô khá lên được đấy. Anh ấy nên tìm người nào thông minh, mưu mô,
chứ đừng tìm một người nào mà dễ đoán như cô ta, không khéo lại lôi cả anh xuống đấy. Các em cứ thế đi, anh thích cái cảm giác ấy, được hai người con gái đấu đá với nhau vì mình. Mà thôi, các em cố gắng lên nhá, thời gian còn dài, anh còn phải suy nghĩ đắn đo nhiều lắm. Đánh đổi bản thân để làm giàu và mua vui cho một gã đàn ông tồi như thế, các cô thấy có đáng không? Còn cô ấy, cô im đi. Nếu như tôi thấy được cái sự lăn xả của cô ấy, có khi tôi còn quyết định, tôi suy nghĩ lại đấy. Vậy thì anh cũng phải biết điều đi, bởi vì tôi mới là người quyết định chứ không phải là anh. Này, mày đã nhà quê rồi lại còn bị sảng đấy à? Mày không được chọn ấy thì không được cút đi. Ở đây mà làm bà lèm bèm. Cô có chiêu gì thì tung ra hết đi. Tôi mới là người quyết định cuối cùng ở đây, xem ai là người đi và ai là người được ở lại. Nhưng mà rất tiếc là ở đây không có ai là người được ở lại. Này con kia, mày ăn nói liên thuyên cái gì đấy hả? Tôi không giả làm thí sinh thì làm sao biết được những cái mánh khóe bẩn thỉu của cậu. Thôi, mày đừng có ăn nói linh tinh nữa. Ở đây chỉ có chủ tịch mới quyết định thôi. Chính là tôi. Tôi chính là chủ tịch. Đúng rồi, cứ cười đi, cười lớn lên trước khi phải khóc. Tôi không hiểu sao trải qua bao nhiêu vòng tuyển chọn lại có thể chọn ra hai người không có một chút tài năng gì. Thế nên tôi mới phải có một vòng thi ngầm để xem ai là người có đủ tài đức, có đủ hương sắc vẹn toàn để trở thành đại sứ cho thương hiệu của tôi. Này, cô ta là chủ tịch đấy à? Anh điều tra đi. Em cứ yên tâm, chủ tịch ấy có bao giờ ra mặt đâu. Alo, ông check hộ tôi người này nhá. Để yên đấy, tôi gửi ảnh cho. Alo. Giờ mới nói ấy, thì còn cái tác dụng gì nữa? Thế cùng cô ta là chủ tịch thật đấy à? Chị chủ tịch, em đúng là em đã sai nhiều điều rồi. Em mong chị giơ tay cao, đánh khẽ nha chị nhá. Cô ta đúng là chủ tịch à? Cô cũng cao tay đấy. Tôi không ngờ cậu dám mang cuộc thi tuyển đại sứ thương hiệu cho công ty, một cuộc thi quan trọng như vậy, để trục lợi cho bản thân, để lợi dụng các cô gái. Ở ngoài kia còn biết bao nhiêu cô gái bị cậu lợi dụng như vậy nữa. Chị yên tâm, em sẽ cho tổ chức thi tuyển lại ngay từ đầu ạ. Tuyển chọn lại khắt khe hơn ạ. Chị cứ cho em một cơ hội này thôi. Nếu như không được ấy thì đến lúc đó chị đuổi việc em cũng được ạ. Sai ngay từ vị trí của cậu rồi. Thế nên tôi sẽ giúp cậu sửa sai. Còn cả hai cô nữa, đánh đổi bản thân để có danh tiếng, cái giá này trả quá đắt. Thay vì bỏ ra một số tiền lớn như vậy để vô danh, tôi nghĩ cô nên trau dồi tri thức đấy. Thế là mất hết à? Tiền của tao, trả tao 100 triệu đấy, trả đây! Thế còn tôi thì sao? Tại sao tôi lại đi hầu hạ một cái thằng đây hay mà thiểu như anh chứ? Chết đi! Chết đi! Chết đi! Chết đi!